Redmi C12 vàng chóe, pin 6000, màn hình 6.52 in, camera 13 chấm, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, giá tầm trung. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn, mình xin giới thiệu các bạn một cái model mới của Redmi. Đó là cái Redmi C12 đang giá bán 3.490.000, một cái mức giá được cho một cái giá tốt cho một cái điện thoại đến từ Trung Quốc, với một cái màn hình rất là to, camera rất là ngầu nha, camera thế hệ đời mới, ngầu đẹp 13 chấm, và ba camera đằng sau và một camera đằng trước lần lượt là ba đằng sau là 13 chấm, 2 chấm, 2 chấm, đằng trước thì 5 chấm nha anh em. RAM, bộ nhớ RAM 32GB. Với viên pin này là nó cái model này nó đánh vào cái thị hiếu của mấy anh chơi game á, pin 6000. Ông này bây giờ nhiều thanh niên mua để chơi game lắm này. Đấy. Trên tay mình là cái màu xanh nha anh em, màu xanh hải quân, trên này nó ghi là màu xanh hải quân. Nhập khẩu tại Việt Nam này, xuất xứ tại Trung Quốc này. Mình xin khui hộp sản phẩm này, anh em xem. Ông này ông rất là ông làm cái vỏ hộp rất là nổi bật. Ông làm vậy để cho để lên cái kệ, người ta để kệ người ta bán là người ta chú ý cái điện thoại này hơn. Nói dưới ra sao đi cho bố. Bố không nhầm mì á. Ừ, tha mì ra ăn đi. Redmi vỏ nhựa đấy nha, chất lượng vỏ nhựa, ba camera này, 13-22, shop phone chuyên nghiệp giống iPhone XS Max quá. Vẫn trung thành với cái lối sản xuất, cái ngôn ngữ thiết kế của những cái Redmi đời trước. Nó là vân nhựa xước phay xước nha anh em, vân tay. Cái con máy cầm khá chắc chắn, to. Con này C3 này, con Redmi này là Redmi C3 này. Mình so sánh với cái con này, bề ngang có vẻ to hơn. Bằng nhau anh em ơi, bằng nhau, theo mình nghĩ là bằng nhau, cấu hình bằng nhau. Con bên này là con Redmi C3 nha anh em, cầm có chắc chắn hơn. Cái màn hình này là cái màn hình HD cộng nha anh em, chất lượng điện ảnh rất tốt. Màn hình HD cộng cái chất lượng điện ảnh rất tốt. Chà chà.
camera. Mình tự làm cú xóa phông cho nó. Cái chất lượng camera rất chi tiết nha anh em. Đó. Giờ này mình chỉ có giới thiệu chi tiết mở hộp cái con Redmi này thôi. À mình xem nó có chế độ sạc nhanh không nha anh em. Với cục pin 6000 thì nếu mà sạc bình thường là khá lâu đó anh em. Tối quá, ngoài trời đang mưa, trời rất tối. Năm vôn hai em, hai em bé. Xin chào anh em có muốn chiến đấu game thì đến sở hữu con này rồi chơi game nha anh em. Cục sạc vẫn là có cục sạc bình thường thôi chứ không có chế độ sạc nhanh nha. Ok, chào anh em. Hẹn gặp anh em ở Nguyễn Minh Mobile.